Thưa quý vị, tối qua ngày 1 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường 1 thành phố Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị ngày thứ 7 lắng nghe dân nói với sự tham gia của 150 người dân trên địa bàn khu phố 3. Hội nghị ngày thứ 7 lắng nghe dân nói được Ủy ban Nhân dân phường 1 tổ chức vào thứ 7 hàng tuần tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường hoặc tại trụ sở các khu phố. Đây là lần thứ 2 hội nghị được Ủy ban Nhân dân phường 1 tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần phục vụ của đội ngũ công chức người lao động phường. Tại hội nghị ngày thứ 7 lắng nghe dân nói lần này, người dân phường 1 thành phố Vũng Tàu đề nghị phường tăng cường tuyên truyền để hạn chế tình trạng chó thả rông, không được rọ mõm. Phản ánh tình trạng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập vào đêm khuya, gây mất trật tự. Người dân cũng đề nghị phường quan tâm nhiều hơn đến vấn đề vệ sinh môi trường, khắc phục tình trạng xe chở cá chảy nước xuống mặt đường. Ngoài ra, một số ý kiến còn đề nghị phường phối hợp với công an thành phố tăng cường công tác quản lý xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng gây khói bụi, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.